Xin kính chào toàn thể quý khách đã quay trở lại với Hát Tin Ngọc Audio. Như ngày hôm nay thì em tiếp tục với series và các cái loại dây của Hitachi. Trước em đã làm rất nhiều loại dây rồi, như là 50 lõi, 20 lõi. Thì hôm nay em về thêm được hai loại Hitachi mới. Thì từ trước em chưa có hai loại này, em mới nhập được về thêm hai cái loại mới, một loại là 20 lõi và một loại là 14 lõi của Hitachi. Thì đầu tiên em xin quay lại cái 50 lõi trước. Thì đây là một cuộn 50 lõi này, bãi hoàn toàn nhá. Anh em nhìn nó mốc này thôi, nhiều khi anh em lấy rẻ hoặc là rẻ lau đi, rất là bóng. Đấy, như mới luôn. Đấy. Hoặc là anh em có thể là có yêu cầu thì em có thể là bọc sắc rắn cho anh em để tăng cái tính thẩm mỹ lên. Đấy. Thì lõi nó như này. Đấy. Vỏ nhá, vỏ rất là dày. Sau đó là một lớp chống nhiễu rất là dày dặn luôn. Giấy là. Và đến lõi, lõi của nó thì làm sao? Để em tuốt cho anh em xem. Cái loại này thì em cũng quay cho anh em xem rồi đấy. Đấy, loại 20 lõi mà 220.000 một mét đấy. Đây này, bên trong nó được xoắn nhá, rất là đều. Đấy, được xoắn rất là đều. Đấy, để cảm kháng đi. Đấy, chống nhiễu, chống từ. Đấy. Đấy, tăng cái tính ổn định khi mình cho ra cái tín hiệu âm thanh trên cái đường truyền của dây loa. Đấy. Thì dây này em vẫn để cho anh em là 220.000 một mét nhá. Dây to bằng gần bằng ngón cái này, bằng ngón tay trỏ của em này. Đấy, đúng bằng ngón tay trỏ. Đấy. 220.000 một mét nhá. Và cái video này chủ yếu là em làm hai loại mới cho anh em xem này. Đây. Em có nhập về được mấy lô. Em sẽ tuốt cho anh em xem. Đấy. Tiếp theo cái series mà 50 lõi thì nó có những thằng đàn em. Đấy. Phải nói là độ tinh tế thì nó không kém cạnh là mới. Đấy. Em vừa mới làm xong ở đây. Thì em mới làm được một lửa này. Đã tuốt xong và xoắn rồi này. Đấy. Em xoắn rồi, chỉ việc đít rắc cho khách luôn này. Còn đây em sẽ cắt cái này ra, mượn kéo. Em sẽ cắt cái chống nhiễu ra trước này. Đấy, nó có một lớp chống nhiễu mỏng. Đấy, rất là chắc chắn. Đây, và đến phần lõi. Xem nào. Cái bộ này thì nó rơi vào 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 lõi anh em nhá. Đúng 20 lõi. Đấy, series này là 20 lõi này. Hitachi 20 lõi, em đang để với giá là, nhớ anh em sẽ đoán, nó có giá là phải đến hơn 100 đến 200 nghìn một mét. Nhưng mà em để với giá là 95 nghìn một mét nhá. Để với giá là 95 nghìn một mét cho anh em chơi. Trước thì em có giới thiệu anh em qua cái loại dây bãi Nhật mà 80 nghìn một mét. Đấy, cái loại đấy. Thì bây giờ em giới thiệu cho anh em cái loại 95 nghìn một mét. Đấy, loại nó như này, đồng mỏ bạc nhá. Cái loại này thì dành cho anh em nào thích cái giải chép của mình nó được bổ sung cái độ sáng. Đấy, cũng như là độ chi tiết nó sẽ cao hơn so với cái thằng dây bãi Nhật. Đấy, như này. Đấy. Đấy, cái thằng này em trước giới thiệu cho anh em rồi này. Đấy. Nó, cái thằng này nó đắt hơn 15 nghìn. Cái thằng kia là 80, thằng này là 95 nghìn. Loại dây 20 lõi. Đấy. Nhá, Hitachi 20 lõi, trên dây có đầy đủ các số liệu này. AWM, rồi là Style 2464, Hitachi LF nhá, đầy đủ thông số. Đấy. Thì con dây này em để với giá là 95.000 một mét anh em nhá, 95.000 một mét Hitachi nhá. Thì đây, em còn một loại nữa. Đấy. Theo sau cái lô đấy là em còn một loại nữa như này. Nó rơi vào 14 lõi. Đấy, 14 lõi của Hitachi, em để với giá là 80.000 một mét nhá. Phải nói là em nhập được cái lô này thì rất là mừng, bởi vì nó cái đặc tính đồng mà bạc của nó không thua kém so với thằng đàn anh 50 lõi là mấy. Đấy. Mà nó có cái giá rất là mềm để cho anh em nào mà có điều kiện nhất định có thể là chơi rất là sướng. Đấy. Anh em không phải lo về cái độ dây bé nhá. Dây này
nó thừa sức, nó tải dàn của anh em thoải mái nên cứ yên tâm. Đấy, em cắt ra đây nhá. Đây tổng cộng là 14 lõi nhá, 14 lõi. Để em tuốt ra bên trong ra này. 14 lõi này em để với giá là 80.000 một mét. Đấy, lõi là như này nhá. Nhỏ, mạ bạc nhá. Đấy. Cái thằng này thì cái độ tinh tế nó phải nói thật là nó thấp hơn so với thằng 20 lõi một chút, bởi vì như em thấy thì cái đồng mạ bạc bên trong nó không được xoắn chặt như cái thằng 20 lõi. Thằng 20 lõi thì cái các cái thớ đồng của nó được xoắn tít với nhau thì nó khấu từ, giảm từ cũng như là chống nhiễu nó tốt hơn, ổn định cao hơn. Đấy. Đấy, thằng này chỉ có giá 80.000 thôi này. Đấy, 14 lõi anh em nhá. Thì em xin báo giá lại này. Cái thằng 20 lõi nhá, 20 lõi Hitachi thì là 95.000 một mét. Thằng 14 lõi của Hitachi thì là 80.000 một mét nhá. Anh em cứ thế mà tính. Rắc riếc thì anh em có thể là liên hệ với em để em gọi là tư vấn cho anh em kỹ hơn. Đấy. Anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 0963411622. Hàng còn rất là nhiều để cho anh em chơi nên anh em yên tâm. Đấy. Anh em nào yêu quý kênh có thể like cũng như đăng ký để em phát triển cái kênh, cũng như là ấn cái chuông thông báo phía dưới để em ra thêm nhiều cái mẫu dây mới có thể giới thiệu đến anh em để anh em chơi. Đấy. Thì video em xin kết thúc tại đây. Em xin chào toàn thể mọi người.